Xin chào các bạn, xin chào mừng các bạn quay trở lại với Alex Mangole Vlog, cuộc sống Angola Vlog. Hôm nay Alex quay trở lại với một vlog số 13. Thời gian vừa rồi thì cũng không có quá nhiều thời gian để làm vlog cho các bạn xem. Công việc cũng có hơi bận bịu chút xíu. Ngay là hôm nay sẽ làm một cái vlog. Ở vlog ngày hôm nay thì sẽ cùng đi ra ngoài chợ ở cái nơi mình đang sinh sống và làm việc, để một khu chợ cũng rất là lớn, để cùng làm một cái món ăn truyền thống ở đây mà người ta ăn thay cơm. Ở Việt Nam mình ăn cơm, ở bên châu Âu, ở bên Bồ Đào Nha người ta ăn thay cơm bằng bánh mì, thế thì ở đây người ta ăn thay cơm bằng phun các bạn ạ. Phun là cái một thứ bột ngô, bột sắn, bột gạo người ta xay ra xong rồi người ta khuấy với nước nóng ấy để ra một cái thứ bột nó sệt sệt, nó đặc, nó có hương vị rất là lạ thường, và ăn kèm với một cái món gì đó. Thường thì là phun có rất là nhiều loại, phun ngô, phun sắn, phun gạo, cho nên là người ta có thể ăn kèm với rất nhiều món khác nhau, như kiểu người ta làm một cái hỗn hợp, một cái sốt cá, người ta nướng thịt, người ta ăn với sốt, người ta ăn với sốt cà chua, người ta ăn kèm với cả bla bla bao nhiêu thứ khác. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái món phun cũng rất là đơn giản thôi, không có gì là quá phức tạp. Đó là phun sắn. Phun sắn là một trong những loại phun mà đánh rất là khó. Công đoạn chuẩn bị mà đánh phun nó rất là khó và rất là khỏe, tay là thành tay to luôn để mà đánh được cái phun đấy, bởi vì là nó không đơn giản như các phun khác chỉ là quấy đều. Phun này người ta phải đánh làm sao mà không lên cái bong bóng, không bị nổi cái bong bóng ở trên cái mặt, tức là không để lại cái bột, mà mình phải đánh đều, đánh hòa tan so với cho cái nước để cái phun nó được chuẩn. Chứ nếu mà để bột lại thì sau khi mà phun nó chín ấy, thì những cái hòn bột phun ấy, những cái bột nó còn đọng lại thì nó không chín ở trong, mở ra vẫn là bột trắng, vẫn còn sống, thì là như thế là chưa đạt tiêu chuẩn. Cho nên hôm nay cùng một số người bạn mình sẽ cùng đi ra chợ Luang Lasun mua vật liệu và về cùng ăn làm cái món phun truyền thống ở đây này, để cho các bạn xem quang cảnh một khu chợ châu Phi như thế nào, rồi cũng cho các bạn xem cái công đoạn để làm được cái món ăn truyền thống ở bên này như thế nào nhá. Ok, let's go. Tem fuba. Vamos ir na praça comprar material para fazer um fundo com ovo e chouriço. Vùng này gọi là chợ Luang Lasun, lấy tên của khu vực nơi mình ở là Luang Lasun của Guyana, thủ đô Luanda, Angola. Thì đây là một khu chợ đầu mối lớn thứ nhì của tỉnh Guyana. Có một khu chợ lớn hơn ở cách đây không xa, tầm khoảng 2 km về phía trước là chợ San Jala. Một chợ này mọi thứ có một chút đắt đỏ hơn nhưng mà cái gì cũng có. Ở khu mình đang đi qua là khu bán đồ điện tử, ốp điện thoại, thì tất cả những thứ linh kiện liên quan đến điện tử ở đây đều có bán hết. Rồi đây là phía trước là những nơi người ta bán đồ uống, rượu ngoại, rồi nước ngọt, bán buôn bán lẻ đều có cả. Ở chợ này thì có đến cả những cái lọn tóc nối của người da đen, ở bên này người ta vẫn mua để làm những cái kiểu tóc châu Phi. Bán đồ second hand ở phía sau, rồi cho những người có thu nhập thấp người ta hay thường hay đi mua giày dép, quần áo second hand. Đây là bán thuốc lá. Phía trước là một quầy bán hoa quả, người ta thường có một dãy bán hoa quả, tầm khoảng 5 người bán hoa quả liền nhau. Kia là những cái chậu mu quả ở bên này là một cây của châu Phi mà ở Việt Nam mình không có. Đi qua cái khu vực này, phía trước sẽ là một chỗ bán đồ tươi, đồ ăn. Người ta bán thịt. Bên này người ta ăn chính là vẫn là thịt bò, thịt gà, thịt lợn thì ăn rất là ít. Đây là khu bán rau, củ, quả, thịt bò, thịt gà, cá. Và phía trước đây đã là cái nơi mà mình cần phải đến để mua phu bà, là cái vật liệu chính để làm cái món phu ngày hôm nay. Ở đây cái văn hóa bán hàng chính của người dân thì vẫn là bán theo từng túi. Người ta đong tổng khoảng 1 cân bột. Còn những cái thứ khác như kiểu rau củ quả thì người ta vẫn bán theo như kiểu
một trồng rau quả, người ta gọi là một trồng đấy, một núi rau quả mà người ta trồng lên tầm khoảng 5 đến 7 quả thì người ta bán là 200 cho đến 300 con rát. Một cái túi bột Cuba như thế này mình có thể mua với giá là 200 con rát. 200 con rát thì nó đổ tầm khoảng 10.000 đồng, rất là rẻ. Và để mà làm được ngày hôm nay thì mình có 4 khách mời với hai vợ chồng mình. Tất cả là 6 người, mình sẽ cần phải mua 2 túi tầm khoảng 2kg Cuba, 2kg bột sắn. Rồi về phía trước mình sẽ mua thêm một chút cà chua, hành tây và một số cái thứ cần thiết để làm cái món ăn ngày hôm nay nữa. Người dân ở đây thì vẫn sử dụng tiếng Bồ Đào Nha vẫn là ngôn ngữ chính, nhưng với những señora, những người lớn tuổi như thế này ở ngoài chợ thì mình vẫn có thể trao đổi với người ta bằng tiếng dân tộc của châu Phi. Và ở tại đây người ta có, ở đất nước Angola có rất nhiều loại tiếng dân tộc khác nhau, nhưng trong đó có hai cái tiếng chính, đó là Kimbundu và Ombundu. Thì ông bạn của mình, ông Carlos, khi cái người đồng hành đã nói một số câu tiếng dân tộc đùa với cả những cái người bán hàng thì người ta đã rất vui khi mà thấy một người da trắng biết nói tiếng dân tộc của mình á. Nhưng mà thực ra người đồng hành của mình thì ông ấy là người Lai, ông ấy là một con Lai của bố là người Bồ Đào Nha và mẹ là một người Lai rồi. Cho nên là ông có một cái vẻ ngoài rất giống đối với một người nước ngoài, nhưng mà thực chất ông không phải là người nước ngoài và ông nói rất tốt tiếng dân tộc ở tại đây. Văn hóa bán hàng rong của châu Phi thì có một cái điểm đặc sắc vẫn là những cái người đàn bà, người đàn ông và có một cái đầu rất chắc, một cái cổ rất chắc mà các bạn vẫn thấy người ta có thể đội cả tủ lạnh, người ta có thể đội cả hàng bao nhiêu cân lên trên đầu và đi bán hàng rong ở ngoài đường và vẫn rất là chắc chắn. Vâng, và đây là cái khu vực mà chúng ta đang ở đây thì đến cái giờ này người ta đã họp thêm một cái chợ nhỏ ở đây để bán thêm đồ ăn hàng ngày trước khi mà giờ là chợ đóng cửa. Thì ban ngày ở đây, ở cái khu vực này thì bán rất là nhiều các cái đồ điện, đồ xây dựng. Đây là một khu vực ở sau chợ là chuyên bán đồ điện để xây dựng. Có những nơi, có những chỗ bán ống, bán gạch, bán xi măng, bán sắt, bán tất cả mọi thứ. Và đến cái giờ này là gần cuối giờ đóng cửa của chợ rồi thì những cái người bán hàng rong ở ngoài đường người ta tranh thủ chạy vào đây để họp một chợ nhỏ trong vòng 3 tiếng đồng hồ trước cái giờ chợ đóng để kiếm thêm một tí chút và mong bán hết hàng ngày hôm nay để về với con cái. Đây là có một bà rất là già rồi mà khi mà mình đã mua một túi cà chua với giá là 500 quan, tức là 20.000 Việt Nam đồng, bà ấy đã rất vui. Có vẻ như là cả ngày hôm nay bà ấy không bán được cái gì cả, và đến cái thời điểm mà mình đến đây để mua của bà ấy 500 quan tiền cà chua thì bà đã rất là vui và bà đã cảm ơn Chúa. Và cái mà mình đang mua đây nó rất giống với xúc xích của Việt Nam, bên này gọi là chorizo, cũng là một cái nguyên liệu trong cái sốt mà mình sẽ làm là cái món sốt chorizo và trứng. Nó rất giống với xúc xích của Việt Nam mình và có cái là mặn hơn một chút. Và tí nữa về mình sẽ mở ra, nó là đóng nguyên gói, mình sẽ mở ra chỉ cần cắt và lột cái vỏ bên ngoài đi là mình có thể cho vào nồi để nấu cùng với các cái món, các cái nguyên liệu khác. Thank you.
No. Tem hora mesmo própria de dormir. Tem. Mas já sabe mesmo se é grado de cuca ou se é grado de deca. Se é cuca é homem, se é deca é mulher. É cuca. É cuca? É. Opa, então é homem. É tudo, né, pai? Vamos então. Já está. Ele quer cozinhar fungos. Ou esse é bom peixe para fazer calulu, Alex. Já vi esse vídeo no YouTube. Compraste até peixe para fazer. Vậy là chúng tôi đã mua được đầy đủ tất cả các nguyên liệu cần thiết để làm món chorizo. Bây giờ cùng quay về bếp để làm món ăn nha. Agora vamos pro cubico, vamos fazer o fungo. Olá pessoal, aqui está o Alex Mangoleto aqui. Esse é o canal pessoal. Esse é o Jaime, aquele é o Totoro. Hoje estamos aqui, vamos fazer um prato de fungo básico. Funge com ovo e chouriço, hein? Funge de bombom. Então, estamos aqui aprendendo a fazer o funge. Aqui, essa câmera mais pode ver. Aqui já temos aqui o ovo. Estamos a ferver. A panela de água do funge está preparada. Agora vamos... Vamos fazer o que, pai? Vamos peneirar isso aqui para não ter caroço. Ok. Vamos filtrar. Cantar assim, eu vou morrer em Angola. Eu vou morrer em Angola. Com o pau de funge na mão. Com o pau de funge na mão. O funge é minha comida. O funge é minha comida. Agora é que eu amo. Eu vou,
eu vou morrer em Angola. Eu vou morrer em Angola. Com pau de fundi na mão. Com pau de fundi na mão. Hay quá nhờ, 10 điểm. Agora, isso aqui vai começar a meter aí as calmas e a mexer. Quando ela vai estar quente. Se quando ela estiver bem quente. Quando ela estiver bem quente. Deixa eu comprar. Tá, com esse. Com esse mambo. Esse é o próprio mambo. Como é que chama isso? Mexari. Mexari. Coila. Lá na minha terra se chama Slowik. Esse é Loico. Isso chama de Loico. Loico. Mambo para mexer fungi. Para me andar de barco. Achei. Achei, achei. Fazia um. Cebola, pá. Cebola, cebola. Só compraram duas bolas. Cebola, cebola. É cebola. Ora, fala a língua do bairro, pá. Cebola. Só compraram duas bolas. Já foi para Portugal. Já foi lá o mês passado. Cebola. Cebola. Fui para Portugal uma semana. Ora, o cebola já virou cebola. Cebola. Pouco. Mais? Mais um pouquinho. Vamos lá. Vamos lá.
tira assim de uma cabeçada. Pronto, pronto está. Mexe isso tudo. Deixa, agora deixa apurar assim um bocado. E o quiabo? O quiabo não. Quiabo é. O quiabo é a parte já. Esse é o molho de tomate. Esse é o funge. Esse é o funge. Aqui temos o funge de bombô com molho de tomate. Com esse é ovo e chouriço. Bem feito. Não tem nenhuma bola no funge. Bem batido. Thoạt đầu ăn full thì các bạn sẽ thấy là có vẻ hơi sạn và khó ăn, nhưng đã ăn quen rồi thì cảm thấy rất là bùi và thơm, và full rất lợi, rất tốt cho sức khỏe, nhất là cho người mới ốm dậy là làm cho người ta hồi sức khỏe rất là nhanh. Nhà đông con. Cảnh giống thập niên 45 không? Vamos aqui comer um funghi. Ovo e chorizo. Lần nào xem ông này ăn cảm thấy rất chi là hấp dẫn. Video này phải cắt nhiều. Parece que daqui a pouco vamos aprender. Vamos
música antiga. Qual é a música mesmo, Totó? Anil 2. Não. Passar também tá bom. Tá aí o fundo, né? Tanto tô no chão, quero mais por tanto nem lá meu da mãe. Tá bom. Tá Let's get it.